Radio Chuyện của Quỳnh số 59. Thank you. Biết ơn năm 2023. Hôm nay ngày cuối cùng trong năm, xin được dành để biết ơn năm đặc biệt này, năm 2023. Điều thứ nhất, mình thật là biết ơn bạn 2023. Năm thế giới số 7, cho nên bao nhiêu là thử thách đã đến để khảo chung nhiều người và khảo riêng chúng mình. Nhưng mà nhờ học được nguyên lý biến nguy thành cơ, thì những thử thách đó vô hình chung đã siết chúng mình lại theo những kỷ luật còn chặt chẽ hơn trước. Mà nhờ vậy, chúng mình trở nên trưởng thành hơn trước. Thương lắm. Điều thứ hai, mình thật biết ơn bạn 2023. Năm cá nhân số 4 của mình, nên mình đã sớm biết chủ động tự bảo vệ bản thân bằng cách sống thật là cẩn trọng, thực hành đều đặn các phương pháp thực hành để duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần, đồng thời tu tập niên mật để giữ tâm định tĩnh giữa dòng sóng gió, chủ động đi đến nhiều nơi, nhiều vùng đất thiêng liêng và đã có được thêm nhiều hoạt động ý nghĩa. Để rồi cuối năm 2023, bước một chân sang năm cá nhân số 5, mình thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã phần nào đi qua vùng trũng năng lượng tự nhiên, trộm vía là khá bình an. Còn viết được một bài chia sẻ kinh nghiệm đi qua năm 4 và năm 7 an lành cho mọi người hữu duyên nữa chứ. Thương lắm. Điều thứ ba, mình thật là biết ơn bạn 2023 đã đồng hành cùng với mái tóc ngắn ngủn của mình sau 30 năm luôn thấy mình tóc dài. Ngày 6 tháng 12 năm 2022, mình đã đi cắt mái tóc của mình để hiến tóc và cổ suý cho phong trào hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Và toàn bộ năm 2023 đã chứng kiến mái tóc của mình nó dài ra từng chút một. Đến nay, ngày 31 tháng 12 2023, mái tóc đã dài lại được chấm vai và mình đã vẫn có thể để lại những kiểu tóc bình thường của mình ngày trước. Và mình thực sự biết ơn vì mình đã dám làm một việc như vậy. Thương lắm. Điều thứ tư, mình thật biết ơn bạn năm 2023. Năm nay, gia đình mình đã mất đi một mái nhà trụ cột, là điểm kết nối tình thương của toàn bộ gia đình mình, là anh ba chung thương thiết của chúng mình. Nhưng cũng nhờ điều này mà chúng mình đã học được bằng thực tế việc chấp nhận sự vô thường của đời sống tạm và thấu suốt triệt để cái sự không diệt không sinh đừng sợ hãi của người thân và của bản thân, để trân quý hơn mỗi ngày còn đang còn sống và không bám chấp vào tình thương để lụy khổ về nó. Chúng mình đã học được cách hóa giải niềm thương nỗi nhớ bằng cách niệm Phật, trì kinh và tiễn anh ba chung an lành về cực lạc. Và sau sự kiện này, chúng mình cũng thấy bản thân mình trưởng thành lên thêm một bậc. Thương lắm. Điều thứ năm, mình thật là biết ơn bạn năm 2023. Năm này chứng kiến sự trưởng thành vượt bậc của những người thương, người thân ở xung quanh mình. Toàn bộ gia đình lớn của chúng mình, từ các bà đến các ba mẹ đến các con cháu, đều đã biết tự chủ động tu tập, triệt để thấu hiểu, tu để chuyển hóa những phần chưa tốt và tạo nên những điều tốt đẹp mới. Hơn thế nữa, các thành viên trong gia đình lớn của chúng mình còn biết lan tỏa việc khuyến khích tu tập đến những người thân hữu duyên và mừng vui khi nhìn thấy cuộc sống của các vị ấy mỗi ngày cũng một tốt đẹp hơn. Thương lắm. Điều thứ sáu, mình thật là biết ơn bạn năm 2023. Mình chứng kiến một sự trưởng thành mạnh mẽ trong đội ngũ của team Mayquy, xứng đáng với thế hệ thứ hai của nhà Mayquy và đang từng bước khẳng định có thể tiếp quản những gì mà các cô và anh giao phó. Thương lắm. Điều thứ bảy, mình thật là biết ơn bạn năm 2023. Năm này con trai của chúng mình tốt nghiệp bậc đại học và chúng mình đã đủ duyên lành cùng con đi qua những ngày tháng khó khăn nhất của những thời điểm con cảm thấy bế tắc và thiếu tự tin, để từng bước gỡ rối, vạch đường, để rốt cục con cũng đã chạm được tấm bằng tốt nghiệp ngành âm nhạc với loại giỏi. Và con cũng đã nương theo nền móng này
để tiếp tục đi lên bậc sau đại học với chuyên ngành âm nhạc học, chính thức trở thành đồng nghiệp của mẹ rồi, và con đang học và nghiên cứu với tất cả sự say mê và nghiêm túc. Thương lắm. Điều thứ 8, mình thật là biết ơn bạn năm 2023, năm của thật nhiều bài khảo số 13 cho sức khỏe và bài khảo số 17 cho những nguy cơ rạn nứt về mối quan hệ. Nhưng nhờ học Phật và nhìn ra được các dấu hiệu qua nhân số học, cho nên mình và chúng mình đã từng bước nương đỡ nhau đi qua an toàn. Thương lắm. Điều thứ 9, mình thật là biết ơn bạn năm 2023, một năm đủ nhiều cung bậc cảm xúc để chúng mình có thể khẳng định rằng trong những thời điểm u ám nhất vẫn có những ánh sáng cuối chân trời. Thương lắm. Và cuối cùng, điều thứ 10, mình thật là biết ơn bạn năm 2023. Những giây phút cuối cùng của ngày cuối năm này, lòng có chút bồi hồi. Hẳn mình sẽ còn nhớ bạn lâu lắm, dẫu không có lưu luyến. Bạn đã làm thật tốt sứ mệnh lật chuyển vạn vật của con số 7. Vậy hãy chào nhau thật ấm áp, để bạn lui về phía sau và cùng nhau chúng ta đón chào người bạn mới của con số 8 năm 2024 sớm đến nha. Thương lắm. Ngày 31 tháng 12 năm 2023, Lê Đỗ Quỳnh Hương và Mê Quy Team.